Thưa quý vị và các bạn, là đơn vị giáo dục đào tạo nghề chuyên sâu của tỉnh An Giang, trường Cao đẳng nghề An Giang luôn hoàn thành tốt sứ mạng cung ứng nguồn nhân lực cho tỉnh và các khu vực lân cận, với tỷ lệ học sinh sinh viên ra trường có việc làm đúng chuyên ngành cao. Bước vào năm học mới 2020-2021, trường Cao đẳng nghề An Giang tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo theo kịp sự phát triển của xã hội, từ chương trình dạy học, đội ngũ giảng viên đến cơ sở vật chất, trang thiết bị. Nhìn lại năm học 2019-2020 vừa qua, tỷ lệ học sinh sinh viên trường Cao đẳng nghề An Giang tốt nghiệp có việc làm sau 6 tháng được thống kê trên 90%. 100% chương trình học đều được đổi mới, 41 giáo viên dạy giỏi cấp trường, 2 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 2 sinh viên đạt giải nghiên cứu khoa học, 5 mô hình của sinh viên đạt giải toàn quốc, vân vân. Nhà trường có lợi thế về cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư hiện đại và quy mô. Đơn cử tại khoa cơ khí là một trong những khoa chủ lực thế mạnh của trường, từ nguồn tài trợ của Tổ chức Hợp tác Quốc tế GIZ. Với kinh phí 1,5 triệu euro, 8 xưởng thực hành được bố trí cơ số thiết bị hiện đại, đáp ứng đào tạo chuyên sâu ứng dụng công nghệ 4.0. Trái ngược với quan niệm truyền thống, học nghề đồng nghĩa với lao động nặng. Việc học nghề ngày nay, nơi trường Cao đẳng nghề An Giang, ngành cơ điện tử, đòi hỏi sinh viên phải được đào tạo về công nghệ thông tin, cơ khí, điện tử, tự động hóa, vân vân. Việc làm sau ra trường có thể đáp ứng các vị trí lập trình phần mềm, các máy móc vận hành tại các khu công nghiệp, công ty. Giáo viên và sinh viên cùng nghiên cứu khoa học chế tạo các máy móc vận hành phục vụ con người, tham dự các hội thi và mang về nhiều thành tích cấp khu vực, quốc gia, củng cố thương hiệu và uy tín đơn vị để chào đón đông đảo tân sinh viên theo từng năm học. Trong khoảng thời gian em học đại học thì mà mục đích lúc đầu em thi đại học, nhưng mà sau khi vào học đại học thì em cảm thấy là ngành đó không phù hợp với em. Lúc ra trường thì em vẫn chưa có việc làm về ngành đó bởi em rất phân vân. Trong khoảng thời gian một năm ra đây trường đại học thì em có đi làm bên ngành điện tử. Từ lúc đó em bắt đầu cảm thấy thích điện tử và sau đó em xin đăng ký vào học ngành cơ điện tử tại trường Cao đẳng nghề An Giang. Trong quá trình học tập của em thì em đã nghiên cứu được một số đề án để đi thi. Mà ví dụ như là đề án hiện tại em đang làm và chuẩn bị đi thi cao ngành Phố Hồ Chí Minh là con robot dò lai vận hành bằng hệ thống camera để xử lý trong nhà hàng. Sau khi em ra trường em sẽ đi làm ở một số công ty tích lũy kinh nghiệm, sau đó em sẽ về nhà em phát triển sự nghiệp ở nhà. Em thấy là học qua nghề cô, nó sẽ mình ra là mình có tiền trước mình giúp cha mẹ nè. Rồi em thấy trong đây học cũng rất là vui nữa. Mà em với em cũng đam mê là nấu ăn này nọ đó cô, nên em chọn vô trường này. Cô dạy cho em gì nấu ăn, rồi mua bán với an toàn thực phẩm rồi thương phẩm nữa. Em cảm thấy cơ sở vật chất nơi đây rất là tốt, rất là thích hợp để cho các bạn sinh viên như em không lựa chọn cái con đường đại học mà lựa chọn cao đẳng nghề để mà sau này có thể vững chắc được cái nghề nghiệp trong tương lai của mình. Nối tiếp những thành tựu đạt được, năm học 2020-2021 này, trường Cao đẳng nghề An Giang tiếp tục tuyển sinh và tiếp nhận sinh viên cho 6 khoa, với hơn 30 ngành nghề đa dạng đáp ứng nhu cầu học tập rèn luyện tay nghề. Nhà trường tiếp tục đổi mới chương trình học, cập nhật theo sự phát triển xã hội và nghề nghiệp, tổ chức nhiều đợt tuyển sinh trong năm, tạo mọi điều kiện giúp sinh viên được đến đây học tập. Năm học này, thì cái điểm mới là nhà trường sẽ là tăng cái quy mô và tổ chức nhiều cái đợt xét tuyển để tạo cái điều kiện cho là học sinh có thể là lựa chọn cái nghề phù hợp với lại là từng cái thời điểm. Cái điểm mới thứ hai về cái phương thức đào tạo là nhà trường sẽ mở rộng cái mô hình đó là đào tạo kép, tức là kết nối với là doanh nghiệp. Thì có thể nói rằng là cái việc kết nối của doanh nghiệp trước đây đó thì đa phần là nhà trường là gửi sinh viên đến các cái doanh nghiệp để là thực tập. Trong cái năm học này thì định hướng của nhà trường là sẽ kết nối với doanh nghiệp từ khâu tuyển sinh trong cái quá trình đào tạo, thực tập và giải quyết cái việc làm sau khi tốt nghiệp. Thì có thể nói là đây là một cái mô hình nếu thực hiện tốt thì đảm bảo cho 100% sinh viên sẽ có việc làm sau khi tốt nghiệp và các em sẽ có cái mức lương cao phù hợp với cái nghề được đào tạo. Hướng đến hoàn thiện mô hình trường học điện tử ứng dụng đa ngành, đa lĩnh vực, hội nhập quốc gia, quốc tế,
Theo đó, người dạy cũng được nhà trường chuẩn hóa chuyên môn cao. Bên cạnh đó còn là kế hoạch mở rộng phối hợp làm việc cùng các doanh nghiệp, không chỉ cung ứng nhân lực cho tỉnh An Giang và các địa phương mà còn xuất khẩu lao động đáp ứng nhu cầu thị trường các nước. Cụ thể, nhà trường có ngành quản trị nhà hàng là nghề trọng điểm cấp quốc gia, ngành công nghệ ô tô, kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, ngành cơ điện tử là nghề trọng điểm cấp khu vực ASEAN, ngành cắt gọt kim loại và điện công nghiệp là nghề trọng điểm cấp độ quốc tế. Với cái mục tiêu là xây dựng cái trường cao đẳng nghề thành một cái trường là chất lượng cao. Để thực hiện cái mục tiêu này thì là nhà trường phải tăng cường là các cái giải pháp đồng bộ về cả chiều là rộng lẫn chiều sâu để đào tạo cái nhân lực đó là có chất lượng đáp ứng cái nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương và các cái vùng lân cận. Để thực hiện được cái mục tiêu này thì là cái giải pháp căn bản đầu tiên là nhà trường sẽ tập trung nâng cao cái chất lượng đội ngũ là giảng viên, kết nối với lại các cái doanh nghiệp kêu gọi đầu tư để mở rộng các cái xưởng thực hành. Nhà trường cũng sẽ là mở rộng cái quan hệ với lại các cái cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở các cái quốc gia trong các khu vực để là liên kết cái chương trình đào tạo, đặc biệt là cái các cái nghề trọng điểm để làm sao mà là cái nguồn nhân lực mình đào tạo ra có thể đáp ứng cái nhu cầu của cái xuất khẩu lao động. Trong tình trạng thừa thầy thiếu thợ như hiện nay thì đại học không còn lựa chọn duy nhất, bởi việc học nghề ở bậc cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp vẫn đảm bảo cho học viên tìm được công việc với nguồn thu nhập ổn định. Trường Cao đẳng nghề An Giang luôn là địa chỉ đào tạo nghề đáng tin cậy cho học sinh sinh viên được vững kiến thức, chắc tay nghề, đủ tự tin ứng tuyển vị trí việc làm đúng ngành nghề sau tốt nghiệp.